Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Anh em ơi, ngày hôm nay tôi lại chứng kiến một lần nữa cái cảnh mà trong rank nhà nhà chơi game bồ Warrior anh em ạ. Dã man thật sự. Vậy là bây giờ nó đã trở thành truyền thống rồi sao? Phải không? Cứ mỗi lần mà tôi chơi cái gì ở ngày hôm trước là y rằng hôm sau là ở trong rank là người ta toàn chơi theo thôi. Lạ thật. Khả năng cao là hôm nay tôi chơi cái gì là ngày mai người ta lại chơi cái đấy anh em ạ. Dã man thật. Và tôi cũng xin nói trước anh em là cũng không phải cái gì là chơi là nó cũng là meta đâu nhá anh em nhá. Có những cái mà tôi chơi nó chỉ mang tính chất đó là làm nội dung for fun thôi. Đấy để cho anh em xem anh em biết thôi, chứ còn anh em vào anh em chơi theo trông khiếp quá. Dã man, hôm nay có một trận gặp hai ông chơi cùng một đội hình Warrior gọi là game bồ luôn anh em ạ. Thôi thì để cho anh em tự chơi tự cảm nhận vậy. Đấy, cái đội hình nào mà nó hợp với anh em có thể chơi được. Đấy, chơi mà top cao, ổn định. Đấy thì anh em chọn nhá. Đấy còn đội hình nào mà anh em thử mà anh em thấy nó không ổn thì anh em thôi. Phải có sự chọn lọc anh em nhá, chứ không phải cứ bập vào chơi được đâu. Rồi. Đầu clip như thường lệ xin được cảm ơn các anh em đã đăng ký hội viên mới của kênh. Cảm ơn anh em Thái Amanda và anh em Phan Thế Anh đã là hai hội viên đăng ký mới ở kênh. Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của các anh em để ủng hộ kênh, ủng hộ tôi nhá. Cũng phải nói là rất là vui mừng khi mà trong cái tuần vừa qua kênh của tôi lần đầu tiên là có cái mức hội viên ấy, cái số lượng hội viên là vượt qua cái con số là 250 người đăng ký. Đấy, bởi vì trước đây thì nó cũng chỉ dao động ở cái khoảng 230 thôi. 230 có những cái người đăng ký mới và cũng có những cái anh em mà đăng ký cũ là thôi không có làm hội viên nữa. Chính vì thế là nó cũng chưa bao giờ nó đạt được cái mức là 250 hội viên đâu. Đấy, thì đây là cái tuần này thì cũng có rất nhiều anh em đăng ký hội viên mới. Đấy, nâng tổng số hội viên lên là 250 hội viên. Tôi rất là hy vọng là đến cuối năm, đến cuối năm nay thì có thể là sẽ đạt được cái mức là 300 anh em hội viên. Rất là cảm ơn các anh em nhá, cảm ơn anh em rất nhiều. Và ngày hôm nay ở trong cái clip này thì tôi xin được làm cái clip để dành riêng tặng cái clip này cho anh em Nguyễn Bá Hưng, là một trong những cái người mà theo dõi tôi, xem tôi từ những cái giai đoạn đầu thành lập kênh. Và anh em Nguyễn Bá Hưng cũng là cái người thứ ba giành được huy hiệu, đạt được cái huy hiệu của hội viên 15. Đấy, sau anh em Quang Trần và anh em Hải Bếu. Tôi làm cái clip này xin được tri ân cái tình cảm của anh em Nguyễn Bá Hưng dành cho tôi. Cảm ơn những cái đóng góp của anh em dành cho kênh. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và để kỷ niệm 15 ngày đăng ký hội viên thì anh em Nguyễn Bá Hưng có mong muốn là tôi chơi một trong hai bộ. Bộ thứ nhất là Aegir Seed Witcher, co là con Lula, Live Blitz Live đấy. Lên 3 sao và có chúa quỷ. Thì nói thật với anh em là cái bộ đầu tiên thì không làm được nha anh em nhá. Khó quá. Phải chơi ở level 11. Mà lại chơi ở level 11 lại còn phải roll 3 sao, có nghĩa là không được đẩy cấp. Đấy, mà chơi mà lại không được đẩy cấp mà phải roll nhiều hyper roll thì hai cái này thì nó không khớp với cả cái lối chơi, nên là nó rất khó chơi. Chính vì thế là cái yêu cầu đầu tiên thì bỏ qua nhá anh em nhá. Đấy, còn cái yêu cầu thứ hai thì tôi nghĩ là trong tầm tay hơn. Đấy là chơi gót đỏ và kết hợp với con rồng 5 tiền, cái con rồng 5 tiền mà mới sửa lại đấy. Thì ok, thì cái này thì có lẽ là tôi trong tầm tay nên là tôi sẽ nhận luôn. Nhận luôn là làm cái này nha anh em nhá. Và để làm được cái content này thì tôi sẽ chơi sử dụng cái pack Tam Pháp Sát Long nha anh em nhá. Và có chỉnh sửa một chút để cho nó phù hợp với cái content. Đấy, tôi chỉnh sửa một chút ở cái slot là có, sẽ có một slot là nó sẽ có thêm một cái con Bad Omen nữa, để cho cái bộ gót đỏ nó trở lên mắc binh. Bởi vì ở trong cái bộ Tam Pháp Sát Long thì nó thiếu với con Bad Omen. Chính vì thế là cái bộ này thì nó sẽ chỉnh sửa một chút để cho nó phù hợp. Ok, rồi let's go. Chúng ta sẽ đến với clip tri ân anh em Nguyễn Bá Hưng chơi gót kết hợp với cả rồng 5 tiền, gót đỏ kết hợp với rồng 5 tiền anh em nhá. Đấy, và quên là tôi cũng xin nhắc anh em Đặng Minh Trung. Anh em Đặng Minh Trung nếu mà có xem clip này thì anh em Đặng Minh Trung sẽ là cái người tiếp theo mà tôi sẽ làm cái clip mà tri ân anh em. Chính vì thế nên là anh em hãy nghĩ một cái lineup nào đấy mà anh em muốn tôi chơi để anh em yêu cầu nhá. Tôi sẽ chơi cái lineup đó cho anh em. Đấy, ai cũng sẽ được tri ân nhá. Đấy, cứ một năm mà sẽ được tri ân tất cả mọi người.
Cứ nếu mà anh em nào mà đủ 15 thì sẽ được tri ân. Đấy, và ngoài ra thì có những anh em mà nói chung là tôi cảm thấy là tôi cần tri ân thì tôi tri ân thôi. Nhá. Rồi. Trận này thì nói chung là xây dựng theo cái bộ gót thôi anh em. Thì bây giờ đang có cái con Heaven Bomber ở đây là nó là cái con mà có thể là gánh được giai đoạn đầu game thôi. Đấy, kết hợp với cả bộ gót. Hay sao rồi, là ok rồi. Rồi. Nói chung là cái tầm này thì thắng để mà có chuỗi thì nó hơi khó. Đấy, nhưng mà để mà giữ được máu ấy thì là nó cũng là ok đấy. Đội hình này là nó giữ được máu đấy. Bây giờ chỉ cần là thêm một con 2 sao nữa thôi. Thì ở đây cái con mà dễ lên được 2 sao đó chính là cái con Whispersia này. Whispersia mà lên 2 sao là up 6 là cho Whispersia vào nữa thì là đam là có này. Câu kéo thời gian tăng cơ phía trên là ok này. Vừa gọi đệ lại còn có hàng tăng 2 sao phía trên. Đấy thì là nó sẽ ok của nap. Sợ chắc sợ mỗi Hunter thôi. Nếu mà ông nào chơi Hunter đầu game thì hơi sợ. Nhưng mà meta này thì tôi thấy là cũng ít người chơi Hunter đầu game lắm anh em ạ. Meta này chủ yếu tôi thấy toàn beat thôi. Toàn beat rồi. Beat thì đầu game nó lại không mạnh lắm. Đấy chính vì thế nó không sợ lắm. Beat này hay là chơi Warrior là nhiều. Warrior hay là chơi gì? Assassin. Assassin thì thực ra không nhiều lắm. Chủ yếu là beat. Beat là nhiều, nhiều thật. Nếu mà để kể ra một cái bộ thứ hai mà người ta chơi nhiều thì tôi nghĩ là không thể có một cái bộ nào nó chơi nhiều để mà có thể để gọi cái tên ra để thay thế cái bộ beat được. Đấy, cái bộ beat là thứ nhất thì cái thứ hai đấy chắc là nó phải xa lắm. Nó phải cách xa nhau lắm anh em ạ. Nó cũng không gần lắm đâu. Nó rất xa đấy. Nếu mà bây giờ tôi up 6 cho 3 mét vào thì sao? Được không? Được. Cũng ok. Như này thì tăng cơ hơi thiếu nhưng được cái đam lại to. Nói chung là cũng được anh em ạ. Rồi, Skull Hunter phải mua này. Skull Hunter là con đỏ thì phải mua rồi. Bây giờ tích 6 đỏ nó cũng dễ hơn anh em ạ. Tích 6 đỏ nó dễ hơn ngày trước. Ngày trước tích 6 đỏ nó cần phải có là con 4 tiền, hai con 4 tiền. Đấy, nhưng mà bây giờ thì không cần, chỉ cần một con 4 tiền thôi là đủ 6 đỏ rồi. Nó cũng dễ chơi hơn. Nó cũng là bắp đấy, nó cũng là bắp cho bộ 6 đỏ đấy. Tuy nhiên là cái bộ 6 đỏ bây giờ thì nó cũng yếu anh em ạ, bởi vì meta beat mà. Tôi đã nói với anh em rồi là meta beat được chơi 6 đỏ thì nó rất là dễ gãy. Bởi vì cái bọn đỏ này nó không clear nhanh được cái bọn beat đâu. Nhất là với những cái ông mà chơi theo cái hệ mà gọi là hệ eco ấy, tức là vào trong game là cắm mắt cắm mũi vào là không cần biết là bài có cái gì, bán hết cờ đi eco trắng ấy mà lại còn đam mê với cả bộ gót đỏ thì chắc chắn là xuống hố trong meta này. Không form kịp được anh em ạ, không thể form kịp được đội hình. Chưa kể có ông còn coi như là tự tin đến cái mức ghép hai tia cho Ca Long cơ. Đầu game ô bắt đúng vào con Heaven Bomber kia. Ui hay quá. Rồi con rồng nó lại coi như là nó đóng băng thế là cứu được anh em ơi. Hay thế nhở. Con rồng nó cũng được hưởng gót ấy. Con rồng cũng được hưởng gót anh em ạ. Hay đấy. Rồi. Đố anh em biết là tôi đang chơi cái pack gì đấy. À pack thì pack là tam sát pháp long rồi. Nhưng mà đố anh em biết là tôi đang chơi ở cái slot gì đấy. Đố anh em biết đấy. Chắc chắn là không phải là slot tam rồi. Anh em nhìn đây là biết là không phải slot tam nhưng mà vẫn có con mèo đúng không? Vẫn có con mèo, vẫn có con rồng. Thế thì theo anh em thì nó là cái slot gì? Rồi tính em round sau gặp thằng nào. T-Sap đang eco anh em ạ. Bị out rồi. Round sau không phải làm gì cả. Round sau cứ giữ này thôi. Hay quá, thế được lên tiền. Tiền lên 30 tiền. Round sau có thêm lợi tức. Đỡ phải up cấp anh em ạ. Đam to phết nhở. Heaven Bomber chính là đam lại to ấy chứ. Đồ này thì chắc là lấy cái giáp. Nói chung là bây giờ thì cũng chưa lấy được cái gì cả. Thực ra là cái tầm này thì nếu mà lấy giáp băng sớm thì cũng không ngon lắm.
để tí nữa ghép được cả giáp phản giáp băng để hồi máu cho rồng thì cũng ngon. Bởi vì gót đỏ tí nữa là sẽ có mấy cái con như kiểu con Battleman nó đốt máu ấy. Nên là cần có những cái đồ hồi máu. Từ từ đấy anh em ạ. Chưa ghép vội. Cứ bình tĩnh. Round sau up cấp thì cho thêm một con vào. Nhưng mà cho con gì vào nhỉ? Thực ra ấy, nếu mà round này up cấp thì bán bố bộ mết đi xong rồi cho 4 đỏ kết hợp với cả hai gót vào là hợp lý này. Đúng không? Biết thế bán từ round vừa lẫy kiếm thêm tí tiền. Ở level 7 là kết hợp được với 4 đỏ anh em ạ. Rồi. Cái tầm này chắc chỉ sợ bọn beat thôi. Tầm này chắc chỉ sợ bọn beat thôi. Ơ đấy. Sao bọn nó toàn đặt cái vị trí của cái con ảo ảnh nó toàn bắt được cái con Heaven Bomber của tôi đấy nhở. Ôi thế chết mẹ thế đi. Toang rồi. Ui mày thế. Mày quá. Có hồi máu anh em ạ. Cướp được cái hồi máu. Tưởng lại còn thua nữa là thôi. Thôi bộ này đánh từ tốn thôi. Bởi vì chúng ta chơi là chúng ta co 5 tiền đấy. Chơi co 5 đô dòng. Cái con dòng 5 đô thì sẽ phải lên 10 roll. Chơi ở level 10 chắc chắn sẽ là 9-10 roll rồi. Chứ còn không roll sớm. Nếu mà chơi Heaven Bomber thì mới roll thôi. Chứ còn bây giờ là xác định là chơi dòng 5 đô ấy. Thì tôi nghĩ là tốt nhất là chúng ta mặc kệ nó đi. Chuỗi này thì cũng không nên khô máu quá anh em ạ. Tiền từ từ đã từ tốn thôi. Ui, cầm thằng có chuỗi này. Nó kẹp 3 mét rồi. Ăn nổi không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Kẹp 3 mét của chúng tôi. Ồ, ồ, trông có vẻ ăn được anh em ơi. Hay quá. Ui, xin nhá, xin nhá. Xin nhá. Được. 40 tiền. Hay, hay quá anh em ơi. Được quá nhờ. Rồi. Chính ra nhá, cái trận này nó cho khá là nhiều goblin ấy. Anh em ạ. Hình như là từ đầu game đến giờ hai con mèo rồi đấy. Hai con mèo rồi đấy. Đấy nhưng mà lại không chơi goblin. Thế này. Trận này là thực ra là không pick cái slot tam ở đầu game. Đấy nên là chúng ta sẽ không có con goblin anh em ạ. Không có goblin. Rồi, ngon quá nhờ, giữ được cái chuối đến round 15 cơ. Được đấy. Có mỗi một cái con Heaven Bomber thôi mà nó gánh luôn từ đầu game đến giờ luôn anh em ơi. Quá ổn luôn. Ui, cho rồng kìa. Và thôi, trận này không chơi 5 rồng anh em nhá, không chơi 5 rồng. Trận này đánh an toàn thôi anh em ạ, giữ chuối đánh an toàn có tiền rồi roll ra con rồng 5 đô thôi. Chứ còn không chơi 12 quân đâu. Chơi 12 quân thì thực ra thì nó chơi nó cũng khó anh em ạ. Nó cũng không phải là nó ổn định. Chơi giờ chơi gót đỏ cho nó ổn định. Đam có, phòng thủ có. Đấy mà nó dễ chơi hơn, nó rẻ hơn. Chứ còn cái bộ kia thực ra nhiều khi là nếu mà không form được full 2 sao human thì nó vẫn gãy thôi anh em ạ. Sau khoảng round 20 ấy, khi những cái bộ beat nó bắt đầu mạnh lên thì cái bọn đấy nó yếu thì nó cũng không chơi được đâu. Bây giờ tôi không mua, xác định không mua từ đầu rồi. À, bây giờ toàn nếu mà mua thì toàn một sao không được. Mặc dù là nó cho một phát con rồng với con Avenger Clyde là nó nói chung là nó cũng là gọi là dấu hiệu đấy, nhưng mà thôi. Không, không, đừng để bị lừa anh em. Không, nó lừa đấy. Nhiều khi là nhìn thế thôi nhưng mà lại không phải thế đâu. Nha anh em nhá, kệ nó đi. Bây giờ có con Heaven Bomber 1 sao, à 2 sao 1 tiền nhưng mà nó lại uy tín. Tôi lại thấy nó uy tín hơn.
Mà trận này chính ra là ra tôi đếm sơ sơ là nó cũng phải 5 đến 6 con Heaven Bomber rồi đấy. Nếu mà trận này mà chính ra là chơi gót đỏ Heaven Bomber có khi lại ngon. Đồ được đấy. Lấy thêm viên ma lăng. Bắn trưởng cho nhanh anh em ạ. Cái xung kích là chưa đủ. Cái bờ linh thì nó sẽ tung trưởng nhanh hơn, nhưng mà cái xung kích thì nó chưa đủ đâu. Cái xung kích thì tôi sẽ phải lấy thêm viên ma lăng. Đấy. Còn cái viên ma lăng này để ghép cái gì thì tính sau anh em nhá. Có thể là cái giảm hồi chiêu hoặc là cái giáp băng. Để đấy tính sau. Giờ chúng ta lên được 8 mới kẹp được thêm là con CM thôi. Kẹp dơ so và tăng mana cho nhanh anh em ạ. Bắn trưởng cho nhanh. Tôi nghĩ là kẹp con dơ so này thì cái con Heaven Bomber này nó đúng bằng một cái bờ linh đấy. Cho con này đấy. Tuy nhiên là có một cái vấn đề đấy chính là vẫn chưa đủ 4 gót. Đấy, nếu mà muốn 4 gót thì thực ra là bây giờ ra con gót apply ấy là thay con dơ so là được. Đấy, tuy nhiên là bây giờ chưa ra được con gót apply thì thôi đành phải chịu đó. Phải chơi thế này đó. Mà cái hàng đằng trên đang thấy là nó hơi đuối một chút. Giá như mà có cái con God of War lên 2 sao thì cái hàng đằng trên nó phải gọi là rất là ổn áp luôn. Ok. Mà thằng này thì vẫn ăn được. Thằng này Glacier đỏ à? Chơi cái đéo gì nhở? Chắc là thằng này cũng chơi God đỏ thôi. Chưa kiểu God đỏ ca lông ấy. Xong bọn này nó hay kiểu nó kẹp Glacier và đánh theo kiểu co là con Berserker đầu game kết hợp với bộ 4 Glacier ấy. Đấy, xong rồi lết game mà ra ca lông thì chuyển đồ sang ca lông thôi, đánh gót đỏ ca lông. Skelet Lancer này. Đấy, nếu mà kiểu tôi cũng chơi kiểu thế, tôi mua Skelet Lancer xong rồi cho vào cầm búa sét, cầm các thứ hai tia, rồi xong rồi tí nữa thì ra ca lông thì chuyển đồ sang ca lông thôi. Đấy, cũng là một lối chơi đấy anh em, cũng là một cái rất hay. Ủa, đủ 6 đỏ này. Thế lên 9 luôn nhở? Lên 9 luôn nhưng gì nữa à? Hai gót thôi. Hai gót 6 đỏ. Hai gót 6 đỏ ở level 9. Ừ nhưng mà cái 6 đỏ này thì nó có cái tác dụng đéo ở đâu nhỉ? Bây giờ đang 100% máu thì 6 đỏ này nó cũng giống như 4 đỏ, nó cũng chả có gì khác à. Ừ nhỉ. Thế lên 6 đỏ làm gì? Khổ. Quả đấy là hơi vội, quả đấy hơi vội, quả đấy hơi vội anh em ạ. Nhưng mà chắc là vẫn ăn được thằng này thôi. Ê đừng bảo thua nhá. Không 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 không. Ui tôi bắn vào cọc rắn. Tôi xong rồi. Giời up cấp mất mẹ chuối. Quả xả tiền up cấp mất chuối ạ. Cay thế nhở. Ủa thật là như thế luôn. Áo ôi đau quá anh em ơi. Biệt thế đeo làm gì cả. Tự nhiên quả máu thế nhở. Ra quả 6 đỏ kìa. Ôi, 6 đỏ ở đây, 6 đỏ. 6 đỏ cái đéo gì, mẹ 6 đỏ cay thật. 6 đỏ khác đéo muốn đỏ đâu anh em. Quả đấy đúng là sai lầm. Kiểu ra 6 đỏ như hứa được vàng luôn, xong rồi cùng ra mất chuỗi. Quả áp hết tiền mà anh em. Quả lên 9 quả vừa rồi là hết tiền luôn đấy. Thế xong rồi cùng mất chuỗi ạ, cay thật. Nhưng mà nói chung là bây giờ thì cái tầm này nó vẫn chưa ra được cái con mấy cái con giữ máu ấy. Bây giờ nếu mà có bị thua bị đẩy thì cũng mất khá nhiều máu đấy. Ui mà đây là anh em này, vừa mới thua một trận là coi như là bây giờ là thua luôn này. Đấy, cái tầm này bắt đầu đuối rồi, bây giờ cần ra ở đây rồi. Ui được quá nhở, đợi mãi. Đây rồi, đây rồi. Tí nữa sẽ vứt một con thì chọn chắc là Swordman nhỉ. Swordman trong cái bộ này thì hơi yếu. Đam gây ra thì không nhiều, không có khống chế. Đấy, con Axe thì có khống chế giữ lại ngon. Còn con Lava Shaman thì có khả năng kết hợp với Shaman rồi, khóa cóc đầu game. Đấy, có skill cũng có khả năng là Silent. Tôi sẽ giữ lại con đấy. Tí nữa thì thay Swordman bằng con Omen thôi là xong. Cái thằng này nó định lui con Berserker lên 3 sao á? Tức là nó sẽ chơi là Glacier à? Glacier kết hợp với cả 6 đỏ à? À. Thế co sẽ là Skelet Lancer lên game. Nói chung là cũng mạnh nếu mà có đồ. Cũng mạnh đấy.
Thắng không? Thắng không? Ừ, thắng này, thắng này, thắng này, thắng này. Thắng này. Hay quá. Đó. Vẫn giữ máu tốt anh em ơi. Tôi ổn. Đây rồi, God of Light rồi, lên 10 đó nhỉ. Lên 10 cho God of Light vào. Được không? Bỏ con gì đi đây? Sẽ phải bỏ một con đi. Bởi vì xác định là chơi rồng 5 tiền thì lên 10 roll. Chứ còn chơi ở 9 thì thực ra thì cũng làm gì đâu. Đưa mấy cái con đỏ lên lên 2 sao thì theo ý anh em là như thế, thì thực ra thì nó cũng không quan trọng lắm. Bởi vì tầm này thì đỏ nó còn nhiều máu à. Bây giờ tôi xác định tôi thua, tôi đốt máu dần về cái số lượng máu thấp ấy, thì có khi lại late game nó lại khỏe hơn. Đốt máu bây giờ là vừa. Nhưng mà thực ra thì bây giờ anh em có thể nhìn thấy hàng trở tôi toàn cặp là cặp thôi. Mẹ nó chứ. Cay thật. Bây giờ cái bọn cặp này nó lên được 2 sao thì nó lại ổn luôn này. Mà nó vẫn chưa lên được 2 sao. Cay không anh em? Cay thật đấy. 7 cặp anh em ạ. Mẹ nó chứ cay thế. Thế thôi không up 10 được. Up 10 mua God of Light thì cũng phải up 10 mới cho vào được cơ. Thôi. Roll. Roll thôi anh em. Toàn cặp là cặp đát không chơi nhá. Đát bỏ. Bỏ. Đây rồi. Ok. Có quả trứng. Có quả trứng này thì từ từ lắp lại đã anh em ạ. Hết giờ. Trứng này để dành cho con rồng 5 đô anh em nhá. Đấy, để dành cho con rồng 5 đô, tôi nói luôn là để dành cho rồng 5 đô. Ui ôi, chết với con Tinker rồi. Thằng này chơi kiểu Exorcist kết hợp với gấu à. Thằng này tôi nhìn thấy nó giống như là anh em Nguyễn Bá Hưng yêu cầu ấy nhở. Exorcist kẹp với cả Light Blade Light à. Có khi nào nó lại đọc được comment không nhở. Dã man thật sự. Đây rồi. Đấy, nhiều cặp là phải roll anh em ạ. Vì nó mới coi như là nó giải phóng được cái hàng chờ này. Chứ còn nếu mà up cấp tiếp ấy thì đến bao giờ nó mới ra, đúng không? Đấy, mà quả vừa rồi up cấp thì cũng hết tiền, không chơi được. Thôi. Để đấy, để tôi roll thêm một con Thunder Spirit giữ màu đã. Thunder Spirit bây giờ lên 2 sao là nó có thể gánh được. Đấy, clear được nha anh em nhá. Nhưng mà tôi sẽ không đập trứng. Chắc chắn là tôi sẽ không đập trứng đâu, không bao giờ đập trứng. Trứng này mà tí nữa là phải cho rồng 5 đô. Đấy, biết đâu đấy lại nó roll được ra con đấy đi thôi, xong. Bây giờ roll nó cũng khó đấy anh em ạ, nó không dễ như ngày trước đâu. Cảm giác roll nó tỷ lệ của nó ra nó khó hơn đấy. Kể cả là có những ví dụ như giờ tôi chơi cái slot time ấy. Cái slot time mà tôi chơi là nó sẽ có là con rồng không có con rồng, nhưng mà có con máy bay đúng không? Một mình con máy bay thôi, tức là 6 con. Ui, đây rồi. Chả phải đồn. Vừa mới nói ra. Thế chuyển luôn rồng 5 đô nhỉ. Cho rồng 5 đô đồ xem nào, như nào, chơi như nào, chơi luôn. Ừ, chơi luôn. Tôi đang chê là bây giờ nó khó ra thế, tự nhiên nó lại ra anh em ạ. Ảo thật đấy. À, hay là bây giờ là mình cứ phải chê, đúng không? Xong rồi mày nó nghe thấy mình chê là mày nó cho. Tôi đoán là như thế đấy. Khả năng như thế rất cao anh em ạ. Rồi, ok. Lên 10, bây giờ lên 10 là có thể vẫn chơi được con Thunder này được không? Được đấy. Nếu mà chơi 2 gót thôi. Nếu mà bây giờ tôi chơi 2 gót. Hai gót kết hợp với cả 3 mét 6 đỏ ở level 10. Đưa ra con rớt là được thêm 2 gót rồi đúng không? Nhưng mà sao cảm giác vẫn đuối thế nhỉ? Con rồng 5 đô này bắn trưởng có vẻ không được mạnh cho lắm anh em ạ. Cooldown hơi lâu. Nếu mà kẹp hơi gót, 2 gót thì cooldown lâu quá. Cooldown này lâu quá, bắn trưởng mãi mới khạc ra được một phát thì khả năng toang cao lắm. Không được. Cooldown con này 15 giây cơ. Thế thì hơi lâu nhỉ anh em nhỉ. Rồi chúng ta cứ roll tiếp anh em nhá. 26 lên 10. Để cho cái hàng trên nó 2 sao đã, cho nó trâu, nó đủ độ trâu chó đã anh em ạ. Chứ còn nếu mà không được 2 sao thì đuối lắm. Còn một sao đuối lắm anh em ơi. Nhá. Cố gắng làm nào để nó full hàng 2 sao gót đỏ. Lên lốt cái con heo lên 2 sao đã, cho nó ổn đã. Còn tầm này thì nói chung là trông gặp mấy con Hunter còn đéo ăn được à. Ảo thật đấy.
Bởi vì cái con rồng này cooldown nó quá lâu anh em ạ. Chết rồi. Như này là có khi là phải kẹp 4 gót ấy, chứ còn 2 gót như này thì không ăn thua. 2 gót như này không ăn thua. Tôi nghĩ là sẽ phải là 4 gót rồi. Trừ khi là cái con sao đi vô nó búp vào con rồng liên tục. Ừ, thế thì cũng được. Nếu mà sao đi vô búp vào con rồng liên tục thì giảm cooldown đi thì nó cũng ngon. Đấy, nhưng mà để úp được vào con rồng này thì nói thật là nó cũng hên xui. Trên bàn cờ thì nó có tới là 10 con, đúng không? 10 con bài mà trong khi đấy thì nó sẽ có tỷ lệ, nó là con Salivo nó sẽ búp cho 9 con còn lại. Tỷ lệ ở đây là chỉ được là hơn 11% thôi. Khó lắm anh em ạ. À, không thể dựa vào con Salivo để mà giảm cooldown ở đâu. Đấy nên là thôi thì chắc là 4 gót thôi. Tôi nghĩ là sẽ phải chơi 4 gót thôi. Nếu mà cái con Thunder ấy thì tôi sẽ giữ. Bởi vì là có thể là con Thunder lên 2 sao trước con rồng. Đấy thì chơi cái Thunder 2 sao thì cũng ổn áp nhá. Thay con rồng đầu game trước khi nó lên được 2 sao. Lấy đồ gì đây? Huyết trượng à? Lấy cái chén thánh anh em ạ. Không, phải lấy cái chén thánh. Chơi gót đỏ cái chén thánh nó là cái đồ nó khá là khỏe. Huyết trượng thì nói chung là 10 stack là cũng được rồi. Cần quay thì phải lên 20 stack đâu. Lết game thì lên 20 stack cũng được. Tầm này 10 stack còn chưa chắc đã giữ được 10 stack ấy. Anh em ạ. Rồi, kiếm con rớt à. Rớt. Ui ui, đây rồi anh em ơi, đủ 4 gót rồi nhá. Rồi, đây bây giờ chúng ta không cần những con này nữa. Vậy là con rồng là bây giờ là nó đã đủ bộ 4 gót rồi đấy. Để xem là cooldown của nó có nhanh không nhá anh em nhá. Sức mạnh của rồng 5 đô xem như nào nào. Sao tôi cảm giác nó bắn nó vẫn trông nó cũng khéo thế nhở anh em nhở. Cảm giác con rồng 5 đô này full đồ mà còn đéo bằng con God of War là sao. Ủa, anh em nhìn đam con rồng 5 đô hơn con God of War có một tí à. Ảo thật đấy. Khả năng là không ăn thua rồi. Nhìn trông đuổi lắm. Chưa chơi con này đâu. Lần đầu tiên chơi đây anh em. Nhưng mà trông cảm giác đuổi quá nhở. Đuổi quá anh em ạ. Không biết lên 2 sao có khỏe hơn không. Nhưng mà 5 đô 1 sao như này thì đánh giá là vẫn a đuổi. Vẫn không ăn thua. Mặc dù có thay đổi skill nhưng mà như này không ăn thua rồi anh em ạ. Trông đuổi quá. Anh em biết là với những cái con 5 đô ấy, 1 sao ấy, nó rất mạnh ấy nhá. Tôi lấy ví dụ như con ca lông 1 sao là nó đã rất mạnh rồi. Dark Spirit 1 sao cũng đã rất mạnh rồi. Đấy. Thậm chí là ở đây có God Thunder nữa mà bây giờ 1 sao nhưng mà dồn đồ cho thì cũng phải gọi là tuyệt vời luôn. Nếu mà con rồng 5 đô đã sửa rồi đấy. Bảo sửa để cho nó mạnh hơn rồi mà sao tôi thấy vẫn chưa mạnh hơn. Là sao nhở? Anh em nhở? Tôi vẫn chưa thấy nó mạnh hơn nhỉ anh em nhỉ? Có phải không? Trông cảm giác vẫn bị đuối nhỉ? Thử bắn một phát trưởng xem có thấy mạnh không nào? Bắn vào con sắt đao Griller nào? Bắn đi nhưng mà cooldown đéo, cooldown yếu thế. Ui ôi, bắn con thua gì đâu anh em. Anh em nhìn thấy không? Bắn còn chưa được 1/3 thang máu này. Mà trong khi nó còn chưa có kẹp Marine mơ riếc gì cả đâu. Ui ôi, ôi, thế thì không ăn thua rồi anh em ơi. Con rồng này phế quá. Đam yếu thật đấy. So với cả những cái con mà 5 đô 1 sao khác thì tôi nghĩ là cái con này vẫn là cái dạng là gọi là best bảng rồi. So với Phantom Queen thì tao chắc là cũng không ăn thua. Làm sao bằng được đúng không? So với máy bay không bằng, không thể bằng luôn. Hình như là cái skill của con này nó còn đơn mục tiêu cơ anh em ạ. Tức là nó bắn ra nó đơn mục tiêu ấy, chứ nó không phải là đánh kiểu AOE để tỏa ra xung quanh. Thì so với máy bay thì chắc là không có cửa so với máy bay rồi. Còn so với cả bom thì sao, cũng không có cửa. So với Khan cũng chả có cửa với Khan đâu. Con này trông đuối quá anh em ạ. Đâu xem nào. Ui ôi, nhìn nó khạc cái quả băng vào trông chả mất máu luôn. Mấy con cáo đấy ạc máu kìa. Trong khi con rớt nó giật một phát. Mày, rớt này là rớt không đồ nhá.
God of War là God of War không đồ mà nó đánh đam nó còn to tương đương với con rồng full đồ anh em ạ. Nó hiểu kiểu gì, rồng ơi là rồng. Chán đời thế nhờ, mà cooldown thì rõ ở đâu. Ơ mà bây giờ tôi mới phát hiện ra, tôi đọc cái skill tôi cứ tưởng là băng lửa là phọt cùng một lúc, nhưng mà có phải đéo đâu. Nó bắn một phát băng rồi nó mới bắn một phát lửa anh em ạ. Chính vì thế là cái phát băng thì nó làm gì có đam đâu. Chỉ có cái phát lửa là mới có ba có đam thôi, nhưng mà nó phải đợi cooldown xong rồi mới bắn. Thế thì khéo quá, tôi là cứ tưởng là bắn liên tục, tức là bắn băng xong là bắn lửa luôn, xong rồi đợi hết cooldown lại bắn băng bắn lửa luôn. Đây nó có phải đâu, đây là nó bắn băng này, xong rồi nó đợi hết cooldown xong nó lại bắn lửa, xong nó lại bắn băng. Thế thì yếu quá anh em ơi, không ăn thua. Bởi nhà tôi cứ để cho anh em vui thì tôi cứ giữ con này lại một lúc. Đấy, tí nữa lên 2 sao thì tôi lại dồn đồ nó thôi, còn chắc là tôi sẽ phải chuyển đồ cho con rớt đấy anh em ạ. Không là máu sắp tụt, sắp chết ở nơi rồi. Đây này, còn gặp được 9 hăn này, nó bắn cho què người luôn. Ơ nhưng mà sao gặp cái bọn 9 hăn này đam lại to nhá. Anh em vừa nhìn thấy quả con rồng nó khạc vào cái chỗ bọn 9 hăn không? Ơ 6.000 đam này. Anh em thấy, ớt thế là sao nhở? Sao đam nó ảo nhở? Không rõ luôn. Không biết lý do luôn. Không biết luôn là lý do là tại làm sao mà cái quả vừa rồi nó đam nó to đấy nhở. Chiêu. Ai có thể giải thích được cho tôi không? Thôi thì coi như là cái clip này test cho anh em xem thôi, chứ còn tôi cũng chưa hiểu là tại sao luôn. Đấy mà lúc thì đam đơn mục tiêu, lúc thì AOE thì phải. Hình như là cái đam của cái trưởng lửa ấy, nó là AOE. Còn đam của trưởng băng thì nó là một mục tiêu. Đấy, hình như là như thế. Và cái quả vừa lấy là gặp cái bọn Hunter là nó bắn ra cái trưởng lửa trước. Chính vì thế là chiến thắng đấy. Chứ còn ví dụ như mà nó bắn ra cái trưởng băng trước thì lại là thua. Phải không? Nói chung là cái đoạn vừa rồi chắc là phải tua lại thôi. Anh em xem kênh thì chắc là anh em tua lại, phân tích cho nó kỹ. Chứ còn tôi chơi thì tôi cũng không tua lại được để xem được. Tôi thì hết clip thì tôi sẽ tua lại để tôi xem nhá. Đấy, sau này tôi quay xong thì tôi sẽ tua lại để tôi xem cái đoạn đấy xem nó như nào. Đấy, xem là có phải là như thế không. Lửa này, đấy lửa. Ơ, phọt cả lửa cả băng mà. Tôi vừa thấy nó phọt cả lửa cả băng mà nhờ. Đúng không? Phọt cả lửa cả băng một lúc. À, tôi nhìn kỹ rồi. Tức là nó phọt một phát nó cả lửa cả băng luôn. Ôi giời ơi, đúng là kiểu như là mắt nó cứ có vấn đề, nó như kiểu bị đuôi ấy, anh em. Rõ ràng là tôi nhìn thấy hai tia cả lửa cả băng. Ơ, thế là sao? Tí nữa phải nhìn kỹ lại một lần nữa xem. Nhưng mà hình như là cái lửa với cái băng đấy thì cái lửa nó đóng vai trò là gây đam. Đấy, lửa mà bám vào cái con nào thì là cái con đấy nó sẽ mất nhiều máu. Còn băng thì hình như là đóng vai trò là làm chậm thì phải. Hình như là thế. Rồi không sao, vẫn thấy ok. Rồi thì cố gắng là lên được 2 sao đi xem nào. 2 sao để xem là liệu rằng là sức mạnh của nó có thật sự là nó có thể là xứng đáng với cái số tiền là 5 đô không nhá anh em nhá. Đấy, để xem là cái con này liệu rằng là có xứng đáng với cái số tiền chúng ta phải bỏ ra không, hay là vẫn phế như ngày xưa. Ôi, cảm giác con rồng này cooldown chậm thật đấy. Đúng thật anh em ơi, nhưng mà lửa vừa khạc vào chỗ ở vị trí con PA. Nhưng mà cảm giác như là đéo mất máu. Là sao, là sao, là sao, là sao, khạc lửa PA đây này, anh em thấy không? Ơ, không mất máu anh em ạ. Ui giời ơi, không phải rồi, lửa cũng đam cũng bé luôn. Tức là băng cũng bé mà lửa đam cũng bé. Ơ, thế là sao nhỉ anh em nhỉ? Thế có những cái lúc mà tự nhiên nó bọn địch nó rút máu nhanh thế là sao? Có những cái lúc mà bắn vào đéo mất máu luôn. Ảo thật đấy. Thế thì là như nào? Khó hiểu nhỉ. Đam con này ảo quá anh em ạ. Khó hiểu quá, tôi cũng chả hiểu như nào luôn. Thôi được rồi, thế để sau clip này hỏi ý kiến của các anh em xem clip vậy. Nói thật là cần có một cái người giải thích cho tôi biết là tại sao mà đam con này lúc thì to lúc thì bé. Ảo thật sự. Đánh mà cảm giác như là phun vào cái con PA mà nó không mất máu. Đấy, đam lần này là yếu này anh em này, anh em thấy không? Đam bé nhá, đam bắn phọt hai lần trưởng rồi không chết được một con nào luôn này anh em này. Ơ, bắn đến 3 lần trưởng rồi vẫn chưa chết được mấy cái con cung đen vớ vẩn ở đằng sau.
Thế là sao? Thế không hiểu. Ôi đam bé thế nhở. Ui đéo giết được luôn. Không đấm được luôn này. Nhưng mà cái vấn đề nó là sao nhở? Cái vấn đề ở đây nó là cái trưởng này nó phế. Và nó phế thật anh em ạ. Không kết liễu được luôn. Một vs một thì không kết liễu được. Còn AOE thì cảm giác như là giải tán đám đông thì cũng hơi đuối. Hơi đuối, hơi đuối. Cá lông này lấy không? Có đồ đam cho cá lông đấy. Có đồ đam đấy, hay là bây giờ chuyển sang cá lông. Cá lông 2 sao chơi luôn này. Ui ui, cá lông 2 sao thật này. Cá lông 2 sao thật có chơi không? Có chơi không anh em? Nhưng mà chơi như này thì lại không phải là tri ân anh em Nguyễn Hưng rồi. Anh em Nguyễn Bá Hưng là cần là phải chơi con rồng cơ. Hết tiền rồi. Thôi được rồi. Đấy, quý lắm đấy nhá. Quý Nguyễn Bá Hưng lắm đấy. Ra con cá lông 2 sao có 2 tia cướp điên không thèm chơi luôn đấy. Để mà chiều anh em Nguyễn Bá Hưng là chơi con rồng 5 đô để cho anh em thấy sức mạnh của nó phèn như thế nào nhá anh em nhá. Con mẹ nó đuối vãi cả đái. Yếu quá anh em ơi. Chồng. Sắp chết rồi anh em ạ. Lên hộ tao 2 sao cái để cho mọi người nhìn cái nhỏ. Sắp đi nơi rồi, gặp beat đã chơi gót đỏ lại còn gặp beat nữa anh em ạ. Rớt 2 này. Đéo ra rồng rồi, thôi rồi anh em ơi. Tôi nghĩ là bây giờ cái tầm này phải dồn đồ cho rớt đã anh em ạ. Sống để còn ra là con rồng bập 2. Hết tiền, thôi được rồi. Chuyển đồ cho rớt đã anh em ơi, cần phải sống sót để ra rồng mập 2 đã. Tôi có 2 tia, tôi có cướp điên mà tôi còn không thèm chơi ca lông đâu đấy. Anh em thấy không? Chiều không? Chiều viewer quá chiều luôn đấy. Hứa là làm nhá. Tôi đã hứa tôi sẽ làm. Cay thật quả này. Thực ra thằng này á, tôi lên ca lông 2 sao tôi bắn chết ngay. Anh em ơi, gót đỏ ra được Omen rớt 2 rồi còn gì nữa. Ra ca lông một cái thằng này chết ngay. Chả qua là không thèm chơi đâu đấy. Làm content nữa đấy. Đây nó gọi là làm content chứ nó không phải là chơi để leo rank. Chính vì thế là cái tính giải trí cao là hàng đầu, ưu tiên hàng đầu. Trông ao meta vãi cả đái luôn ạ. Rồng này không ăn thua nhá. Tôi kết luận cho anh em luôn rồi đấy. Rồng này không ăn thua anh em ạ. Đuối lắm, không chơi được đâu. Nhá anh em nhá. Cảm giác rồng này nói chung là chắc là cũng vẫn thế thôi, vẫn phế như ngày xưa. Chả có gì khác bọt đâu anh em ạ. Trông nó màu mè hơn một chút, nào thì băng, nào thì lửa. Nhưng mà anh em nhìn đam của nó xem. Xem cái băng lửa của nó, đam của nó như thế nào. Trông chán thua. Bao giờ nó phải tung được cái trưởng mà giống như kiểu là ultimate của Dota ấy. Nó thải ra được một cái hàng lửa ở phía dưới ấy. Nó đốt như kiểu của con Omen ấy. Nhưng mà nó chỉ đốt quân địch thôi. Thế thì nó mới mạnh. Đấy, nó đốt quân địch bằng cái lửa. Cái hàng lửa ở một hàng dài 5 ô. Tôi nghĩ là như thế nó mới xứng đáng là 5 đô. Chứ còn cái con này thì vẫn chưa xứng đáng 5 đô. Đây rồi. Úi dồi ôi, nhưng mà anh em ơi, phải nói thật với anh em là cái con rồng này ấy, nó lên 5 đô ấy. Nhưng mà bây giờ tôi dồn đồ cho nó, tôi cảm giác như là chết luôn ra sau. Cảm giác dồn đồ cho rồng hai đầu bây giờ là có thể là sẽ đi luôn ra sau. Anh em ạ, bây giờ tôi nào có dám chuyển đồ cho con này đâu. Con này nó phế. Thôi anh em xin phép một round nhá. Xin phép một round đã. Cho rớt cứu đã. Cắt chuôi là đã anh em ơi. Cho rớt cứu cắt chuôi đã. Còn lại khi nào mà kiểu cắt được chuôi của thằng này mạnh mạnh, để nó còn ít máu thôi, thì tôi thử một phát cho anh em xem nhá anh em nhá. Chứ còn tầm này nói thật với anh em là chưa dám. Cho vào con rớt vào mà tôi sắp chết đến nơi rồi anh em này. Sợ thật sự. Thấy nó khác bọt không anh em? Khác bọt đúng không? Cho rớt vào khác bọt luôn. Rớt cầm đồ nó khác anh em ạ. Chúa tể của đỉnh Olympus khác ngay. Chứ còn cái tầm con rồng bây giờ cảm giác chuyển phát là thua luôn. Chuyển đồ phát thua luôn. Ok.
Rồi, Bad Omen lên được 2 sao nữa. Đấy, mắc binh rồi đấy. Thế này là mắc binh rồi đấy anh em ạ. Có đỏ này mắc binh rồi, thiếu con Khan thôi. Khan thay cho God of War thôi là xong, là mắc binh. Đấy, nhưng mà bây giờ là cái bộ là God và rồng 5 đầu là à, rồng 2 đầu là ok rồi nhá anh em nhá. Chỉ còn mỗi cái là dồn đồ cho rồng 2 đầu thôi thì chắc là đợi đối thủ nó rút máu xuống còn kiểu hai thằng còn một máu ấy thì tôi sẽ chuyển quả cuối nhá, để cho anh em cảm nhận nhá anh em nhá. Để xem con rồng này nó có chơi được không, như tôi cảm giác cái rồng này phế lắm anh em ạ. Đấy, anh em thấy cho con rớt vào khác hẳn luôn đúng không? Cho con rớt vào. Ui, đẩy 30 máu ra vừa rồi. Đấy, rớt uy tín lắm anh em, rớt uy tín lắm. À, con rồng này nó lên được 3 sao thì có khi nó cũng gánh được đấy, nhưng mà thôi anh em ạ. Rồi. Ui giời, cá lông này. Nhưng mà không chơi cá lông. Thực ra trận này mà đồ cho rớt với đồ cho cá lông là ngon rồi đấy anh em. Rao trước đẩy 30 máu đấy anh em ạ. Rao này khả năng là có khi nào mà nó bị đẩy 30 máu không nhỉ? Thôi tôi chuyển luôn đồ cho con rồng nhá anh em nhá. Không là tôi sợ là rao này nó đi mẹ luôn ấy. Để đồ cho rớt nó đi luôn đấy. Đấy, nhưng mà nếu mà chuyển đồ cho rồng có khi lại tôi lại là cái thằng đi. Anh em ạ. Vãi đái thật. Đây nhá anh em nhá, đây nhá, dồn đồ cho rồng nhá anh em nhá. Dồn đồ cho rồng để anh em xem là con rồng này nó thế nào nào. Trông đam phèn lắm anh em ơi. Oánh từ nãy giờ bắn trưởng bao lần mới có 6.000 đam kìa anh em kìa. Không ăn thua, không ăn thua, không ăn thua, không ăn thua, không ăn thua. Yếu lắm anh em ạ, không ăn thua. Bắn đến hết cả trận đấu mới được có 10.000 đam thôi. Đúng là khác biệt nó quá là lớn anh em ạ. Con rồng này so sánh với con rớt nó một trời một vực luôn. Mặc dù hai con cùng là 5 đô và thuộc tộc mết đấy, thuộc cái hệ mết đấy. Một con nó là rồng và một con là gót. Nhưng mà cảm giác đuối quá. Thật đấy, à đuối quá anh em ơi. Chia đồ thế này khả năng toang rất cao anh em ạ, có thể bị lọt bất cứ lúc nào. Rồi nhưng mà chiều anh em, chiều anh em. Tôi vẫn quyết định là tôi sẽ cho con rồng nó cầm đồ. Đấy, thua rồi thôi nhá. Để anh em biết là nó phế. Thua rồi thôi để anh em biết là nó phế. Rớt chết mẹ rồi, nhưng mà ăn được không? Rồng 5 độ. Tự nhiên đám to nhá, tự nhiên đám to. Tự nhiên đám to. Ừ, hiểu. Nếu hiểu kiểu gì, nhưng mà cuối game thì vẫn 7.000 đam thôi anh em ạ. Tức là rất là phèn. Đấy, anh em cân nhắc nhá. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi clip này. Anh em cân nhắc xem là có nên chơi con này trong cái bộ God không. Nhưng mà tôi thấy là thôi anh em ạ, bỏ đi mà làm người. Nhá, bỏ đi cho nó nhanh. Nói cho nó nhanh, một câu cho vuông luôn. Không chơi được anh em ạ. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem tôi chơi bộ Warrior nhưng mà gamble nhá anh em nhá. Trong cái beta mới nó hay ho như nào. Đấy, gamble tất cả mọi thứ luôn. Đấy, anh em có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ Assassin gamble nữa. Cũng gamble level 6, level 7 thôi, chơi ở level thấp. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký gói hội viên của kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở dưới phần mô tả của video hoặc link ở trên màn hình kết thúc anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.